Dạo này em thấy chồng dạo này làm sao á? Chồng hết thương em rồi đúng không? Em muốn đi làm nail, đi shopping. Mấy nay em ở nhà không mà toàn làm việc nhà thôi, không có đi đâu được hết trơn á. Chồng nghỉ việc một hôm, đêm đi chơi đi nhá. Chồng, lâu lắm rồi em chưa đi shopping á. Hồi trước ở nhà em á, một tuần em đi 7 lần. Bây giờ qua đây một tháng em chưa đi được một lần luôn đó. Ước gì anh nghĩ làm đưa em đi shopping thì thích lắm ha. Chồng. Ừ, anh làm việc. Làm việc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng đừng có làm nữa. Để em cất cho. Thôi, đòi lộn tùm lum luôn nè. Chồng la em hả? Không có la mà. Em đi ngủ trước đi. Không nhìn thẳng mặt em nói chuyện luôn đó. Thế là cái iPad nó quan trọng hơn em đó hả? Ghét quá. Anh đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh yêu, anh đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng, chồng đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng, chồng đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Ông xã đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng ơi, ông xã đừng cắm đầu vào iPad, không tốt cho sức khỏe đâu. Lộc. Ông xã đừng cắm đầu vào iPad, không tốt cho sức khỏe đâu. Con có bị sao không vậy? Con làm gì vậy? Mẹ, dạo này anh Lộc ấy, anh ấy cứ đâm đầu vào iPad làm việc. Con sợ cứ như vậy hoài, anh ấy ảnh hưởng tới sức khỏe đó mẹ. Nên là con phải xài cái chiêu lải nhải này để anh ấy bỏ cái iPad. Chứ con lo cho anh ấy lắm ạ. Con nói mẹ mới để ý nha. Mẹ thấy lúc này á, nó đi đâu nó cũng ực khư khư cái iPad không bao giờ nó bỏ hết trơn á. À vậy đã, con dùng cái chiêu này hả? Dạ. Nhưng mà thằng này nó lì lắm. Bây giờ một mình con làm cái chiêu này không có xi nhê gì đâu. Để với mẹ cùng cả nhà mình dùng cái chiêu này. Mình cùng nhau cố lên nha mẹ. Đúng, cố lên. Cố lên. Đi mẹ. Nè, phải đây, mình phải tập trước. Lộc ơi, bỏ iPad đi con, không có tốt sức khỏe đâu. Đúng rồi. 2, 3. Chồng ơi, bỏ iPad đi chồng. Không tốt cho sức khỏe đâu. Lộc ơi, bỏ iPad đi con. Không tốt cho sức khỏe đâu. Lộc ơi. Chú Lộc, chú đừng có nghiện công việc nữa, không có tốt sức khỏe đâu. Chú Lộc đừng có nghiện công việc nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Chú Lộc, chú đừng có nghiện công việc nữa, không có tốt cho sức khỏe đâu. Thôi được rồi. Hai đứa này, gì vậy trời? Lộc ơi Lộc, đừng có ghiền công việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu con. Lộc ơi Lộc, đừng có ghiền công việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu em. Lộc ơi Lộc, đừng có ghiền công việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu con. Lộc ơi Lộc, đừng có ghiền công việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu em. Không tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe. 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 Tốt cho sức khỏe. Rồi, con bỏ công việc rồi, không làm gì nữa. Cả nhà đừng làm phiền con nữa được không? Yeah! Chúc mừng chồng yêu đã thoát khỏi ám ảnh công việc.